giờ không chơi nữa đâu. Chị còn phải lau nhà nữa mà. Ờ, chị chơi với em một chút xíu thôi. Nhưng mà tới tối lần nha, chị còn cả đống đồ ở dưới kìa. Cái gì tới tối hả? Ừ, bởi vì em chịu khó chơi một mình đi nha. Ủa, sách cô làm chi nè? Sách hay lắm đúng không? Ờ, hay quá trời luôn á. Ôi mẹ ơi, tao là mẹ mày hả? Nhỏ này, ai cho phép mày dám đọc truyện của tao? Sách này của bạn đó hả? Ôi trời đất ơi, bây giờ bộ nó làm không biết luôn kìa. Ôi trời ơi, ngạc nhiên chưa? Mình tưởng bạn đi học về trễ chứ làm chi. Đúng là vắng chủ nhà, gà ăn vụng tôm mà. Tao đi học về trễ thì có liên quan gì tới mày? À, thì ra những lúc tao đi học về trễ mày đều lén đọc chuyện của tao chứ gì? Không có đâu làm chi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi. Không có đâu làm chi. Hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên thôi. Tao đánh cho mày điên luôn bây giờ. Mình xin lỗi. Nhưng mà bạn không thể cho mình mượn được hả Lam Chi? Mượn hả? Quá mệt mỏi tâm anh này. Mượn gì mượn hoài à. Thôi được rồi. Nè, đọc đi. Nhưng mà mày phải hứa giữ gìn sách của tao thật sạch sẽ đó nha. À, mình biết. Ôi trời ơi trời ơi. Cô gái tự tin đó là cô gái tự tin. Giật luôn kìa. Oh my god. Nhưng mà nãy bạn nói là đọc đi còn gì. Mày phải suy nghĩ lên Tâm Anh. Tao đang lừa mày đó. Thấy chưa? Mày phải hiểu là tao không bao giờ cho cái bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào đồ của tao. Tránh ra đồ đáng ghét. Ơ, chị ơi. Em muốn coi chuyện tranh quá à. Thì mua cho em một cuốn được không? Ờ, chuyện đó thôi em hiểu rồi. Không được đúng không? Mà bộ Lam Chi không cho em mượn hả? Thôi, để mai mốt chị viết chuyện cho em nha. Giống như hồi xưa ba viết cho chị vậy đó. Dạ, em biết rồi. Tâm Hi ơi, ra con nhỏ này, Tâm Hi ơi. Dạ. À mà nè, nếu mà em rảnh á, thì thử viết thứ gì đó đi nha. Viết gì vậy chị? Thì viết chuyện đó, cứ thử đi, vui lắm đó. Dạ. Năng lượng mặt trời con lên. Con ơi. Ủa con làm gì đứng đó vậy? Dạ, chào chú, con đợi để đánh răng á. Ủa có người trong đó hả? À, dạ, cô với Lam Chi còn ở trỏng á. Ờ. Trẻ dạ, thiệt chứ cô. Ừ, chào con. Nè, Sĩ. Lại táo bón nữa hả chị? Con bé đã bị táo bón hoài, bây giờ phải làm sao đây? Cái này chị phải thay đổi khẩu phần ăn cho bé thôi. Còn không thì chịu à. Chán thiệt chứ. Nó ngồi ở trong đó nãy giờ 30 phút rồi đó. Mà đi có cục phân bên lớn gì à? Y như phân em bé vậy. Tịnh đó. Ơ, bạn xong rồi hả? Tránh ra coi, đang khó chịu cản đồ hoài. Đúng là cục phân em bé. Nhỏ đáng ghét đang làm gì vậy cả? Ê, làm gì vậy? Mình dễ vui thôi mà.
đưa đây cho tao. Không được, cái này là của mình. Ê, sao đồ ngã kìa? Hả? Đâu? À. Thôi, trả lại cho mình đi. Đưa ra. Giết mày giết cái gì đây? Mày giết gì á? Ờ, thì tại mình thích đọc truyện tranh, với lại không có tiền mua nên chị mình kêu giết thử coi sao. Đau bụng quá à. Mày cũng viết truyện tranh á hả? Tác giả truyện tranh Tâm Tanh Lanh Chanh. Ôi nè, trả lại cho mình đi, nhanh lên. Đưa đây, mày thả tao ra. Trả lại cho mình. Tao đã nói rồi, bất cứ cái gì trong nhà tao đều là của tao hết. Nè, Tâm Anh, xuống đây giúp chị cái này. Dạ. Tập trung nha, tập trung nha, cố gắng thắng chừng này nha bạn. Dĩ nhiên rồi. Hai ơi, hai anh, em kể này cho hai anh nghe nè. Cái này mắc cười lắm. Tâm Anh hôm nay cũng mày đặt viết chuyện nữa. Câu chuyện nó đặt tên là Câu chuyện về cục phân em bé. Cái con nhỏ này đúng là dơ bẩn. Cái đó mà nó cũng viết được hết trời. Đúng không? Để em đọc cho hai anh nghe nha. Vô. Câu chuyện có tựa đề Phân Em Bé. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, kỳ thiệt chứ bộ. Trong bồn cầu nọ có một cục phân em bé khóc lóc rất đáng thương. Cục phân mà làm gì biết khóc được nữa, tưởng nó là người chắc, đúng là đồ điên thiệt. Em đọc tiếp tục nha. Vô. Chị gió bay qua thấy vậy cất tiếng hỏi. Cái gì vô duyên vậy, đi qua đây nè. Chó làm gì có miệng mà cất tiếng hỏi chứ. Em cũng thấy vô duyên, nhỏ này đúng là đồ điên thiệt mà. Đau bụng quá. Nhạc nhẽo thiệt chứ. Phân em bé à, phân em. Phân em bé à, phân em bé à. Phân em bé à, vì sao em khóc? Ba em vẫn còn trong bụng người ta, chỉ có mình em rơi xuống đây thôi. Em đừng khóc nữa, ba em sẽ ra ngay mà. Em ráng chờ thêm một chút nữa thôi. Ba ơi, khi nào ba mới nghe mấy con vậy? Lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng động lớn. Nước chảy xối xả, cuốn trôi đi cục phân em bé. Ba ơi, ba ơi. Phân em bé hét lên trong sự sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Phân em bé rơi xuống cống, nhưng may mắn là nó đã leo lên được một hộp giấy nhỏ. Nhưng bất ngờ, lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một đàn chuột độc ác. Cục phân em bé này coi cũng được đó chứ. Phân em bé nghe chuột nói thấy sợ quá, liền quay đầu bỏ chạy. Lũ chuột đuổi theo, bắt cục phân em bé. Cục phân em bé dần dần đuối sức không chạy được nữa. Và ngay lúc đó... Ủa? Sao vậy? Hết rồi hả? Hí, cái con nhỏ này thiệt là... Chào hai đứa. Dạ, con chào cô. Nè, con lấy cà rốt với rau củ, khoai tây đồ, con rửa sạch rồi cất tủ lạnh cho cô. Dạ. Ngày hôm nay con nấu cháo với lại khoai tây, cà rốt với đậu Hà Lan nha. Mỗi ngày là phải thay đổi một món cháo. Cô nhất định là phải trị dứt cái bệnh táo bón cho con làm chi mới được đó. Dạ, con biết rồi cô. Ờ, còn một chuyện này nữa, con gom hết đồ vét của mọi người á để cho cô đi hấp nha. Dạ, con biết rồi cô. Cô đi công chuyện, lát cô về. Dạ. À, ui á, mày viết đoạn tiếp theo liền đi. Nhưng mà mình chưa biết đoạn tiếp theo mà, bạn nói gì vậy? Nhưng gì nữa lên viết đi. Khoan đã, khoan gì vậy? Không biết khi nào mà nhặt xong cái đống này. Tôi khổ quá vậy trời. Ủa? Sao em lại ở đây? Hả? À, Lan Chi nó bắt em vẽ chuyện cho nó đọc á. À. Ôi, em vẽ cái gì vậy? Làm gì vậy? Giết ông chưa? Mình nằm nãy giờ, mình nghĩ ra đoạn cuối mà nó không ra. Trời ơi là trời. Tôi phải dưới nhặt từng cọng giá gì nè. Mà nó nằm ở đây nó hưởng thụ. Mày sung sướng quá mà, đúng không? Khổ cái tấm thân này. Nhưng mà... Không có nhân trả gì hết, cho đưa đây cho tao.
bạn đọc được bao nhiêu thì đọc. Khổ tâm thân này quá mà. Tôi cũng khổ quá. Và cũng ngay lúc đó, có một âm thanh không biết từ đâu phát ra. Bạn hãy đi hướng này. Phân em bé vội nhảy lên hộp của Phân chuột bé. Mình sẽ chỉ cho bạn con đường để chạy thoát. Mình là Phân chuột bé. Còn mình là Phân em bé. Đi theo con đường của Phân chuột bé chỉ, cho nên chúng đã thực sự thoát được ra ngoài. Chỗ này an toàn rồi, mình phải về nhà đây. Nếu bạn không có chỗ nào để đi thì hãy về đó với mình. Phân chuột bé nói một cách thân thiện. Mình phải ở đây để chờ ba mình tới. Sau khi chia tay với Phân chuột bé, Phương em bé đã ở đó một mình chờ ba. Phương em bé rất nhớ ba. Càng nhớ Phương em bé càng thấy cô đơn. Phương em bé giật mình vì nghe tiếng rào rào. Điều bắt đầu nặng hạt. Phương em bé bị tan dần trong nước mưa và trôi đi mất. Đừng mà, tan trong nước thì làm sao gặp ba. Ủa, lại hết ngang giữa chân rồi. Cái con nhỏ này thiệt là. Mày vô đây mày ngồi mày viết đi. Nè, ngồi xuống viết. À khoan đã, làm chi? Sao mày chưa chịu ngồi xuống viết nữa? Chẳng phải bạn Đức biết mình sử dụng đồ trong phòng bạn hả? Thì tại tao hết cách nên tao mới cho mày sử dụng đó. Giờ mày ngồi xuống mày viết nha. Mày viết xong mày báo cho tao liền. Tao ngồi tao canh mày á. Ngồi xuống. Đó, màu đó, cũng tôi cho tôi đi. Gì? Sao chưa chịu viết nữa? À, Lam Chi nè. Bạn có thể cho mình mượn cái giấy chì này của bạn được không? Cái con nhỏ này, mày còn dám hả? Ờ, không được thì thôi. Thiệt tình, nó làm khó tôi hoài. Cảm ơn Lam Chi nhiều. Dứt đi. Được uống một ly sữa thì chắc mình sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn anh Chi nhiều. Thì đi ra ngoài. Làm chi? Bạn không ngủ không? Mắc gì tao phải ngủ. Xong rồi thì đi ra ngoài. Khoan đã, làm chi? Trong lúc lại đọc cái này á, đừng cho mình mượn thú ngồi bông của bạn được không? Không được, đi ra ngoài. Đi, đi, đi. Đi ra ngoài. Cả ngày mưa rơi không ngớt. Tới tối vẫn còn mưa. Đã nói là mình không được ngủ mà, sao cứ buồn ngủ hoài vậy? Ba ơi, con buồn ngủ quá, ba ơi. Thế là Phương em bé chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi trời hừng sáng, Phương em bé hòa vào dòng nước mưa và trôi đi từ lúc nào. Chị gió bay ngang qua, thấy vậy cũng tiếc thương cho Phương em bé. Thật là đáng thương, cuối cùng Phương em bé đã biến mất mà chưa kịp gặp ba. Ước gì Phân ba tìm được Phân em bé. Có một cô bướm xinh đẹp bay ngang qua cũng cảm thấy buồn khi nghe câu chuyện này. Và rồi một ngày nọ, ngay tại chỗ Phân em bé chờ ba ngày trước, đã mọc lên một cây non. Chị gió nhẹ nhàng hỏi: Em ở đâu tới đây vậy? Chị chưa từng gặp em bao giờ. Cây non trả lời: Có phải chị gió không chị gió ơi? Bộ chị không nhớ em hả? Lần đầu tiên chị gặp em mà. Chị gió ơi, chị nhìn kỹ đi, em là Phân em bé nè. Phân em bé đã được sinh ra lần thứ hai với hình ảnh của một cây non. Từ bây giờ trở đi, Phân em bé có thể ở đây thật lâu để chờ ba. Và tối hôm đó, cây non đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó nằm mơ được gặp lại ba của mình.
Cái gì khác ngoài cháo rau củ thôi đó. Mẹ phải trị giúp bệnh táo bón của con đó. Biết rồi. Đây mẹ uống cho. Nè, ăn đi. Sao? Ăn được không? Ghê. Ghê cái gì mà ghê? Con phải nuốt hết cho mẹ. Tâm ý. Dạ. Con lao chỗ này chi vậy? Dạ. Bộ nó bị gì hả chú? Nó dơ nè, không thấy hả? Dạ, vậy là chắc dính gì rồi, để con lau lại. Làm việc phải cẩn thận chứ. Qua loa đại khái vậy là không có được đâu, biết chưa? Cái người mà cần được nhắc nhở là con đó. Phải coi lại mình, thấy không? Chứ đừng có nói người ta. Mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.